Có vẻ như là sau dịch Covid-19 thì các hãng smartphone đang tăng tốc để cho ra mắt những chiếc flagship của nhà mình. Có thể kể đến như chiếc Samsung Galaxy Note 20 được ra mắt vào ngày 5 tháng 8 sắp tới, hay là chiếc iPhone 12 sẽ được ra mắt trong tháng 9, cũng như là mới đây nhất là chiếc Oppo Reno 4. Và để biết được các thông tin đáng chú ý cho ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau xem hết video ngày hôm nay nhé. Ok, bắt đầu thôi nào. Realme C15 sắp ra mắt với viên bình khủng. Samsung Galaxy Note 20 Ultra lộ nguyên hình. iPhone 12 đều có thiết kế với màn hình phẳng 100%. Oppo Reno 4 lộ diện cùng với Sơn Tùng MTV. Xiaomi ra mắt tai nghe không dây giá siêu rẻ. Mới đây thì Realme sẽ chuẩn bị ra mắt chiếc smartphone tầm trung của mình là chiếc Realme 6i vào ngày 24 tháng 7 sắp tới. Tuy nhiên thì bên cạnh chiếc Realme 6i thì Realme sẽ còn ra mắt những thiết bị mới nữa, và chiếc Realme C15 là một trong những thiết bị đó. Và được biết thì chiếc Realme C15 sẽ được ra mắt vào ngày 28 tháng 7 sắp tới. Mới đây thì một rò rỉ vừa bất ngờ chia sẻ rằng điện thoại này sẽ được trình làng vào ngày 28 tháng 7 tới đây. Realme C15 sẽ sở hữu màn hình giọt nước ở mặt trước để mà chứa camera selfie. Nhờ đó mà viền bezel hai cạnh cũng như là cạnh trên của điện thoại này khá mỏng, trong khi phần cầm có kích thước dày hơn đôi chút. Di chuyển sang mặt sau thì mẫu di động tầm trung sắp được ra mắt này của Realme dường như sẽ có thân máy được hoàn thiện từ chất lượng nhựa giả kính và đi kèm thêm hệ thống camera hình vuông khá lớn nằm ở góc trên cùng bên trái. Vào đầu ngày hôm qua, ngày 21 tháng 7, thì Samsung đã chính thức xác nhận về việc sẽ ra mắt 5 thiết bị mới tại sự kiện Galaxy Unpacked được diễn ra vào ngày 5 tháng 8 sắp tới. Và bây giờ thì nhờ vào leaker công nghệ ông Eflix mà chúng ta đã có cái nhìn toàn diện hơn về chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Galaxy Note 20 Ultra xuất hiện trong hình ảnh 360 độ với màu là Mystic Rose lạ mắt. Từ hình ảnh, bạn có thể nhìn thấy là viền cạnh màn hình và cả mặt sau được bo cong mềm mại. Máy sẽ có 3 camera lớn, bao gồm là camera chính là 108MP, ống kính tiềm vọng và camera góc siêu rộng. Ngoài dòng Galaxy Note 20 thì Samsung cũng được tin là sẽ ra mắt chiếc Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 và Tab S7 Plus, Galaxy Watch 3 và Galaxy Buds Lite trong sự kiện sắp tới. Mới đây thì theo rất là nhiều báo cáo đã khẳng định, chiếc iPhone 12 chuẩn bị được ra mắt sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn thay đổi. Đó chính là các cạnh phẳng sẽ được thiết kế một cách nam tính hơn, phẳng phiu hơn và giống như là trên chiếc iPad Pro 2020 hiện tại. Theo đó thì trên trang Twitter, tài khoản Apple Lab đã đăng tải trạng thái cho biết có một tin rất lạ, tất cả iPhone 12 đều có màn hình phẳng 100%, thậm chí là có ống kính 2.5D. Nếu như nguồn tin trên hoàn toàn là chính xác thì Apple sẽ không dùng mặt kính cong giống như là nhiều đối thủ đang sử dụng trên các sản phẩm cao cấp của họ. Apple có vẻ đang muốn rẽ xe một hướng khác, chưa rõ thiết kế màn hình phẳng có làm mất đi vẻ đẹp của các mẫu iPhone 12 sắp tới hay là không, nhưng mà chắc chắn nó sẽ làm cho việc cầm nắm dễ dàng hơn so với màn hình cong. Vào 20 giờ tối ngày hôm qua thì một chiếc smartphone được cho là chiếc Oppo Reno 4 đã bất ngờ xuất hiện trên livestream của chàng ca sĩ Sơn Tùng MTV. Trong livestream có chắc yêu là đây on Lifestyle được phát trực tiếp vào 20 giờ ngày 20 tháng 7 vừa qua thì người hâm mộ lại để ý thấy là nam ca sĩ sử dụng chiếc smartphone mới của Oppo, có thể là chiếc Reno 4. Hình ảnh của chiếc smartphone này thu hút ánh nhìn từ phút đầu tiên của video livestream. Nam ca sĩ cầm điện thoại trong tay khi mà chào khán giả và sau đó thì đặt úp điện thoại xuống bàn nhưng vẫn không giấu được logo Oppo. Dù là chỉ xuất hiện vài giây thôi nhưng mà chiếc smartphone này được cho là Reno 4 đã gây chú ý với thiết kế mặt lưng khá là bắt mắt. Cụm 3 camera sau dọc, mặt lưng chuyển màu xanh da trời chuẩn xu hướng năm nay. Năm nay thì Xiaomi đã tiếp tục khuấy đảo thị trường tai nghe không dây bằng một sản phẩm mới có tên là Redmi AirDot 2. Và đây là phiên bản kế nhiệm của chiếc AirDot 1 đã từng rất là thành công trước đó. Redmi AirDot được trang bị driver âm thanh kích thước là 7.2mm, mà theo như Xiaomi tuyên bố là nó có thể tái tạo lại các dải âm tần số từ cao tới thấp một cách chất lượng nhất. Điểm nâng cấp của thế hệ AirDot 2 so với phiên bản tiền nhiệm là chip Bluetooth. Phiên bản mới được tích hợp công nghệ Bluetooth 5.0 so với 4.2 trên chiếc AirDot năm ngoái. Ngoài ra thì cũng như các tai nghe không dây True Wireless khác trên thị trường, Xiaomi cũng tích hợp trợ lý ảo là CLAI trên tai nghe của mình. Người dùng có thể là kích hoạt bằng cách là chạm 2 lần vào phần tai nghe. Ok, và đó là những thông tin về công nghệ đáng chú ý trong ngày hôm nay mà Kay muốn đem lại cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên là luôn luôn theo dõi tin 2 News vào lúc 19 giờ mỗi ngày. Đi cùng với đó những subscribe để ủng hộ cho Kay nhé. Còn bây giờ Kay xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye.